Sáng ngày 12 tháng 12, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Chư Tôn Đức Hội đồng Chí Minh Hội đồng Trị sự, Tăng Ni Phật tử tỉnh Ninh Bình đã tham dự đại lễ cầu siêu và cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, chúng sanh an lạc do Chùa Bái Đính Tăng Nghiêm tổ chức. Nơi điện Tam Thế, Chư Tôn Đức Niêm Hương Bạch Phật đảnh lễ Tam Bảo, đại chúng đồng tụng kinh A-di-đà, hiệp lực cầu nguyện chư hương linh được siêu sinh miền tịnh độ. Đồng thời, trước thềm năm mới 2023, Chư Tăng Hệ Phái Bắc Tông và Nam Tông lần lượt thực hiện nghi thức biệt truyền để cầu nguyện một năm mới bình an, đất nước thanh bình, tật bệnh tiêu trừ. Dịp này, Thượng Tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự đã thay mặt Trung ương Giáo hội tặng hoa chúc mừng Phật tử Nguyễn Văn Cường vừa được Đại hội chính suy cử tham gia Hội đồng Trị sự. Ông là một Phật tử thuần thành có nhiều công đức trong việc cúng dường kinh phí và phát tâm xây dựng các công trình Phật giáo để đáp ứng việc tổ chức các hội nghị. Đại lễ quy mô lớn do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức như Chùa Bái Đính, Chùa Tam Chúc, nơi thường diễn ra Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc 2014 và 2019.